Nơi đây là nơi yên nghỉ cuối cùng của hoàng đế Trần Nghệ Tông. Về hồ Quý Ly, nhiều lần chống chiêm bại trận vẫn được trọng dụng. Trần Phế Đế, tức Đế Hiện, thấy quyền bính của Quý Ly ngày càng một lớn, mưu trừ bỏ Quý Ly. Quý Ly bèn dèm với Nghệ Tông rằng không nên bỏ con mà lập cháu. Vì vậy, vào năm 1388, Nghệ Tông phế truất và giết Đế Hiện, lập con nhỏ của mình là Ngung lên ngôi, tức là Trần Thuận Tông. Một người con lớn của Nghệ Tông là Trang Định Vương Trần Ngạc làm chức thái úy cũng cùng các tướng dưới triều mưu trừ Quý Ly nhưng bị lộ và bị Nghệ Tông giết chết. Vào năm 1389, Quý Ly đi đánh chiêm lại bị thua, giao quân cho tỷ tướng là Phạm Khả Vĩnh, Nguyễn Đa Phương ở lại cầm cự với giặc, còn mình thì trốn về. Sau trận đó, Nguyễn Đa Phương trở về, công khai chê Quý Ly là bất tài. Quý Ly căm tức, nói với Nghệ Tông rằng trận thua này là do nghe lời Đa Phương. Nghệ Tông bèn cách chức Phương. Quý Ly lại bảo Nghệ Tông nên giết Phương vì sợ Phương đi hàng giặc. Nghệ Tông bèn ép Phương tự vẫn. Mọi việc nước nhà đều trao cho Khanh cả. Nay thế nước suy yếu, Trẫm thì già nua. Sau khi Trẫm chết, quan gia nếu giúp được thì giúp. Nếu hèn kém, ngu muội thì Khanh cứ tự nhận lấy ngôi vua. Quý Ly cũng làm hệt như Gia Cát Lượng, dập đầu khóc lóc, tử tạ, chỉ trời vạch đất mà thề rằng: nếu thần không biết dốc lòng chung, hết sức giúp quan gia để truyền đến con cháu về sau thì trời sẽ ghét bỏ thần. Nghệ Tông tự đoán biết ngày sau mình qua đời, nhà Trần sẽ mất nước. Đáng ngạc nhiên hơn, chính Quý Ly bất tài chống giặc lại được thay thế vai trò rừng cột của vua em Duệ Tông trong triều. Duy Hà Nội Phố xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và bạn đến với di tích Nguyên Lăng. Nơi đây là mộ phần của hoàng đế Trần Nghệ Tông. Duy rất vui khi có mặt tại đây, nhìn thấy sự khang trang của lăng mộ ngài. Trong clip này, Duy mời quý vị và bạn cùng Duy chúng ta cùng tìm hiểu về khu vực Nguyên Lăng này cũng như tiểu sử công trạng của đức vua. Trước khi quý vị xem tiếp, quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like cũng như chia sẻ video. Quý vị hãy bình luận ở phía dưới để chúng ta cùng giao lưu học hỏi những kiến thức về lịch sử cũng như những công trạng của các bậc tiền nhân. Và Duy có sản phẩm trà sạch Thái Nguyên. Nếu quý vị muốn uống trà sạch Thái Nguyên thì hãy ủng hộ Duy nhé. Số điện thoại Duy để ngay ở đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin liên hệ số 0989 260 877 nhận giao hàng toàn quốc. Thưa quý vị, Nguyên Lăng hay còn gọi là Đồng Hy Lăng được xây dựng vào năm 1394 để an táng vua Trần Nghệ Tông, là vị vua thứ 8 của triều nhà Trần. Đây cũng là lăng mộ cuối cùng của các vua Trần được xây dựng tại xã An Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Cũng là lăng nhỏ nhất và có quy mô kiến trúc nhỏ nhất của các vị vua triều Trần tại Đông Triều. Nguyên Lăng tọa lạc trên một khu đồi thấp, xung quanh bao bọc bởi núi non trùng điệp thuộc khu vực Khe Nghệ, xóm Bãi Đá, thôn Bãi Dài, xã An Sinh, thị xã Đông Triều. Cùng với các di tích nhà Trần khác, Lăng Đồng Hy được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt năm 2013 tại quyết định số 2383 QĐ-TTG ngày 9 tháng 12 năm 2013. Thưa quý vị, vua Trần Nghệ Tông có tên thật là Trần Phủ hoặc Trần Thúc Minh, sinh tháng 12, mùa đông năm Tân Dậu tức năm 1321, là con trai thứ 3 của Trần Minh Tông. Mẹ là Minh Từ Quý Phi Lê Thị, là em gái cùng mẹ với Đôn Từ Quý Phi và là cô ruột của Lê Quý Ly. Ông là em của Trần Hiến Tông và là anh của Trần Dụ Tông, Trần Duệ Tông. Vua Trần Nghệ Tông là vị hoàng đế thứ 8 của nhà Trần. Ông ở ngôi được 3 năm thì nhường ngôi cho em trai là Trần Duệ Tông và ở ngôi Thái Thượng Hoàng hơn 20 năm. Ông cũng là trường hợp đầu tiên và duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Tuy là Thái Thượng Hoàng nhưng chỉ là anh chứ không phải là cha của nhà vua như các bậc tiền triều khác. Do trọng dụng ngoại thích Lê Quý Ly, ông đã tạo cho Quý Ly cơ hội phát triển thế lực tiến đến giành ngôi nhà Trần sau khi ông qua đời. Có người cho rằng đây là sai lầm khiến nhà Trần mất ngôi, nhưng cũng có ý kiến đánh giá đây là việc làm sáng suốt của người có ý thức dân tộc mạnh mẽ. Xét cho cùng, Trần Nghệ Tông là vị hoàng đế có quyền lực tối cao cuối cùng của hoàng tộc họ Trần, công lao lật đổ Dương Nhật Lễ và khôi phục lại cơ đồ cho triều đại nhà Trần đã mang lại danh tiếng cho ông. Ông đã ban hành nhiều biện pháp khôi phục truyền thống, độc lập, tự chủ của các tiên đế nhà Trần, đề cao nho học, trọng dụng, người tài. Trước khi ông làm vua, ông được phong tước cung định vương. Khi Dương Nhật Lễ tiếm ngôi,
ông đứng đầu các thân vương, triều thần, cầm quân về Thăng Long giành lại ngôi báu vào năm 1370 và lên làm vua. Sử cũ đánh giá vua là người có tính tình hòa nhã, nhưng Diệp Yên được loạn nước bên trong, khôi phục cơ đồ sự nghiệp tổ tông, song cương nghị, quyết đoán không đủ trí, nên bên ngoài giặc nhòm ngó, bên trong loạn nước không yên, xã tắc suy mòn, dẫn đến nhà Trần suy vong sau này. Bác ơi, lăng mộ của ngài được xây dựng từ khi nào đấy? Đây, lăng mộ của ngài xây dựng từ năm 2018 đến năm 2019 khánh thành. Thì phần mộ cụ là phần trong thì là trong quan ngoài quách, thì ý là xây thành hai lớp, lớp trong là lớp xây móng và phần mộ cụ là mộ đất, thế còn lớp ngoài để bao bọc, lớp trong xây móng. Thế còn ở đây là bao vây lùng quanh mộ cụ, được lát bằng đá xanh, bên trong đây tất cả là đá thu hồi ở các cái suối, đá mồ côi đưa về để xây phần mộ móng của cụ. Tổng diện tích của khu lăng mộ của ngài là bao nhiêu bác? Trước kia đấy, hết một cái vùng này là mộ, là đất của cụ đây. Thế nhưng mà đến bây giờ đấy thì là chỉ còn cái khu vực này đấy chỉ còn khoảng độ hơn 2 hectare thôi. Tại vì những cái phần đất cũ ấy nó thuộc vào đất lâm nghiệp. Thế thì người ta không phát hiện ra thì người ta cứ cấp cho dân. Thế sau này là xây mộ cho cụ thì mới hỗ trợ cho dân được một số cây cối thì bắt đầu mới đủ đất để xây cho cụ tầm khoảng độ hơn 2 hectare. Đấy. Thế còn cũng có cái dự án là sẽ lấy lại một số đất nữa. Còn lấy vào lúc nào thì cũng không biết. Hoàng đế Trần Nghệ Tông mất ngày 15 tháng 12 năm Giáp Tuất, tức năm 1394, hưởng thọ 74 tuổi. Cùng năm, ông được an táng tại Nguyên Lăng ở Yên Sinh, nay thuộc khu vực Khe Nghệ, xóm Bãi Đá, thôn Bãi Dài, xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Miếu hiệu là Nghệ Tông, thụy hiệu là Quang Nghêu Anh Chiết Hoàng đế. Năm Minh Mệnh thứ 21, tức năm 1840, triều đình nhà Nguyễn cho dựng thêm bia đá hình trụ tại Nguyên Lăng. Trên bia khắc chữ Hán ghi rõ Trần Triều Nghệ Tông Hoàng đế Lăng để ghi nhớ lăng mộ các vua triều trước. Tháng 10 năm Mậu Tuất năm 2018, di tích Nguyên Lăng được khởi công tu bổ tôn tạo gồm các hạng mục lăng mộ, sân hành lễ, đường chính đạo, nghi môn, một số công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, được hoàn thành vào tháng 2 năm Kỷ Hợi, tức năm 2019. Cũng như các lăng tẩm, điện miếu thờ khác ở đất An Sinh Đông Triều, trải qua thời gian, chiến tranh, Nguyên Lăng chỉ còn phế tích. Dấu vết của Nguyên Lăng còn lại là không nhiều. Vào năm 2012, các nhà khảo cổ học đã khai quật thăm dò tại Nguyên Lăng. Kết quả thăm dò cho thấy Nguyên Lăng là khu lăng mộ có quy mô nhỏ và cấu trúc đơn giản nhất trong số lăng mộ của vua Trần ở Đông Triều. Lăng chỉ có duy nhất tòa chính tẩm với mặt bằng hình vuông khoảng 7,70m x 7,70m. Theo mô tả của sách Trần Triều Thánh Tổ Các Sứ Địa Đồ thì, đến đầu thời Nguyễn, tức thế kỷ thứ 19, Nguyên Lăng chỉ có 4 mặt vết tường gạch dài 1 trượng, tương đương với 3,3m, rộng 2 thước, tương đương với 0,66m. Mộ ở trong đường kính 3 thước, 5 tấc, tương đương với 1,15m. Việc Nguyên Lăng có quy mô nhỏ, kiến trúc đơn giản hơn rất nhiều so với lăng của các vua nhà Trần khác hoàn toàn có thể lý giải được. Nguyên Lăng được xây dựng trong bối cảnh triều chính nhà Trần đã đạt tới đỉnh điểm của sự suy thoái, quyền lực hầu như đã nằm trong tay Hồ Quý Ly. Trong khi xã hội thì rối loạn, giặc giã thì ngấp nghé bờ cõi, kinh tế suy thoái chạm đáy trong thời gian dài, mọi nguồn lực có thể sử dụng để xây dựng lăng tẩm đều đã cạn kiệt. Thêm vào đó, bản thân Trần Nghệ Tông là người khiêm tốn, do đó có lẽ ông cũng đã không đòi hỏi và không có điều kiện để xây dựng lăng tẩm của mình một cách quy mô lộng lẫy như lăng tẩm của các vị vua khác.
Thưa quý vị, xung quanh Trần Nghệ Tông, vị vua thứ 8 của triều Trần có nhiều đánh giá khác nhau. Chỉ riêng việc ông bổ dụng Hồ Quý Ly có người cho là sai lầm khiến nhà Trần mất ngôi, nhưng cũng có ý kiến đánh giá đây là việc làm sáng suốt của người có ý thức dân tộc mạnh mẽ. Sách sử cho biết Trần Nghệ Tông vốn không có ý định làm vua. Thiên Ninh công chúa bảo với ông, thiên hạ là thiên hạ của tổ tông mình, sao lại vứt bỏ nước cho người khác, anh phải đi đi, em sẽ đem bọn gia nô dẹp nó cho. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, năm 1369, vua Trần Dụ Tông băng hà vì không có con nối ngôi nên hiến từ Hoàng Thái Hậu đứng ra lựa chọn người kế vị và bà chọn cháu trai của mình, con trai người con lớn của bà là Cung Túc Vương Trần Nguyên Dục, tên là Trần Nhật Lễ. Theo sử sách, Nhật Lễ vốn không phải là tông thất nhà Trần, mà mẹ của Lễ là một Đào Hát, vợ của Kép Hát Dương Khương, thị đã mang thai Lễ trước khi làm thiếp của Cung Túc Vương. Ông giành lại ngôi vua từ Dương Nhật Lễ, nhưng ông cũng chỉ giữ ngôi 3 năm, rồi nhường ngôi cho em là Cung Tuyên Vương Kính, tức Trần Duệ Tông, người đã cùng ông họp quân ở Đại Lại 2 năm trước. Ngày 15 tháng 6 năm ấy, Trần Nhật Lễ lên ngôi, đặt niên hiệu là Đại Định, tôn hiến từ Hoàng Thái Hậu làm Thái Hoàng Thái Hậu, truy tôn Cung Túc Vương Trần Nguyên Dục làm Hoàng Thái Bá. Tháng 11 năm ấy, sau 5 tháng lên ngôi, Trần Nhật Lễ giết hiến từ Thái Hoàng Thái Hậu với mục đích giết người diệt khẩu. Bấy giờ lộ ra việc Nhật Lễ là con của Kép Hát, khiến Thái Hoàng Thái Hậu rất thất vọng. Nhật Lễ sợ Thái Hoàng Thái Hậu ra chỉ lệnh phế truất mình nên quyết định giết Thái Hoàng Thái Hậu trong cung. Sau đấy, Trần Nhật Lễ ngày càng lâm vào rượu chè, dâm dật. Hàng ngày chỉ rong chơi, thích các trò hát sướng và có ý muốn đổi lại họ là họ Dương. Người tôn thất và các quan đều thất vọng. Đêm ngày 20 tháng 9 năm 1370, các tông thất là cha con Thái Tể Trần Nguyên Trác, Nguyên Tiết và hai người con của Thiên Ninh công chúa đem người tôn thất vào thành định giết Nhật Lễ, y trèo qua tường, nấp dưới cầu mới. Mọi người lùng không thấy, giải tán ra về. Khi trời sắp sáng, Nhật Lễ vào cung, chia người đi bắt Nguyên Trác cùng 17 người chủ mưu và đều bị hại. Mùa đông tháng 10 cùng năm, cung Định Đại Vương vì có con gái làm hoàng hậu của Nhật Lễ và sợ vạ lây đến mình nên tránh ra trấn Đà Giang, tức Gia Hưng, ngầm hẹn với các em là Cung Tuyên Vương Trần Kính, Trường Túc Quốc Thượng Hầu Trần Nguyên Đán, Thiên Ninh Trưởng Công Chúa hội ở sông Đại Lại, phủ Thanh Hóa để giấy mình. Cung Tuyên Vương Trần Kính giúp ông đảm nhận việc sắm sửa mọi vũ khí trang bị quân đội. Khi ấy, Nhật Lễ chuyên dùng thiếu úy Trần Ngô Lang mà không biết Ngô Lang đồng mưu với Cung Định Đại Vương. Mỗi khi sai quân tướng đi đánh bắt, Ngô Lang đều bí mật bảo họ theo Cung Định Đại Vương đừng về nữa. Rất nhiều lần sai các quân Nam Bắc đi đánh đều không một ai trở về, do đó quân của Trần Phủ, Trần Kính mạnh thêm. Trước kia, Cung Định Đại Vương Phủ, tức Trần Nghệ Tông, vốn không muốn tranh giành nên chẳng hề suy nghĩ đến chuyện lên ngôi đại thống, khiến Thiên Ninh công chúa phải khuyên ông, thiên hạ là thiên hạ của tổ tông mình, sao lại vứt bỏ nước cho kẻ khác, anh phải đi đi, em sẽ đem bọn gia nô dẹp nó cho. Tháng 11 cùng năm, tất cả anh em Cung Định Đại Vương Phủ, Cung Tuyên Vương Kính cùng với Thiên Ninh công chúa dẫn quân về Kinh Thành. Ngày 13 tháng 11, Cung Định Đại Vương tới Phủ Kiến Hưng, trước còn gọi là Phủ Hiển Khánh và đánh vào Hoàng Cung. Dương Nhật Lễ bị phế bỏ, giáng xuống làm hôn đức công. Dương Nhật Lễ bị phế, lại lừa giết Trần Ngô Lang. Vì vậy Trần Nghệ Tông xuống lệnh cho quan quân đánh chết Nhật Lễ cùng với người con của y tên là Liễu. Sau đó, xác họ được đem đi chôn ở núi Đại Mông. Khi ấy, nhà Minh bên Trung Quốc cử hai sứ thần là Ngưu Lượng, Trương Dĩ Linh đến Đại Việt để trao ấn bạc mạ vàng có khắc hình lạc đà. Tuy nhiên, đoàn sứ nhà Minh tới biên giới Việt Nam khoảng tháng 11 năm 1369 thì hay tin Nhật Lễ đã chết nên hoãn việc phong vương. Trương Dĩ Linh sau đó lâm bệnh chết, còn Ngưu Lượng thì khi trở về Trung Quốc được Trần Nghệ Tông khi ấy là Cung Định Đại Vương đón tiếp và tiễn đưa ở biên giới. Khi ấy, sứ giả nhà Minh cho rằng Cung Định Vương hẳn sẽ lên ngôi hoàng đế và điều này đã trở thành hiện thực sau đó không lâu. Tháng 11 năm Thiệu Khánh thứ nhất, tức năm 1370, Cung Định Vương Phủ lên ngôi vua tại Phủ Kiến Hưng, tức Nam Định ngày nay. Miếu hiệu là Nghệ Tông mang quân về thành Thăng Long
vào thành Bãi Yết nhà Thái Miếu, nhà vua nói: "Việc ngày nay thật vượt ngoài ý tôi định liệu, chỉ vì cớ nghĩ đến xã tắc nên không thể từ chối được, xét mình lỗi đạo hiếu trung, lòng những hãi hùng hổ thẹn, vậy xin giảm bỏ sự cao sang để gọi là đáp lại sơ tâm đôi chút, theo cương mục chính biển." Vua bèn ra lệnh phàm các xe kiệu và đồ dùng đều sơn đen, không được trang trí bằng vàng son, châu báu và màu đỏ. Nhà vua lại dụ bảo quần thần rằng: "Bản triều dựng nước có chế độ riêng, thời của Dương Nhật Lễ thay đổi lung tung đến nỗi rối ren phiền nhiễu, nay nên trừ bỏ những chính sự tệ hại, mọi việc đều tuân theo điều lệ thời khai tái, tức thời Minh Tông." Lúc đó, Trần Nhật Hạch là người tôn thất nhà Trần, trước đây thuộc bè đảng với Dương Nhật Lễ, định mưu lật đổ xã tắc, nhà vua sai bắt giết chết. Cũng trong thời gian này, danh sĩ Chu Văn An, quốc tử giám tư nghiệp trí sĩ, mất. Tháng 2 năm Thiệu Khánh thứ 2, tức năm 1371, vua thiết yến quần thần ở điện Thiên An, ban thưởng tùy công, có phân biệt hơn kém, phong cho người thuộc dòng tôn thất như Thiên Ninh công chúa làm Lạng Quốc thái trưởng công chúa, Sư Hiền làm cung chính vương, dùng Trần Nguyên Đán làm tư đồ, Trần Nguyên Uyên làm phủ quân tướng quân. Nhà vua xuống lệnh trừ bỏ phép xa châu tiệt cước, tức lấy đất bồi tại ven sông và điểm kiểm tài sản. Theo cương mục chính biển, trước đây, bà Chiêu Từ Thái Hậu đặt ra phép xa châu tiệt cước để cắt lấy những bãi phù sa mới bồi ở ven sông, chiếm làm của mình. Trần Dụ Tông lại ra lệnh điểm kiểm tài sản, các nhà quyền quý có đồ quý báu khi chết đi rồi phải kiểm điểm đem nộp nhà nước, không được chia cho con cháu. Phàm những chính sự tệ hại ấy đều bởi bọn bầy tôi, tụ liễm bầy ra cả, đến đây bãi bỏ hết. Trước khi Chế Bổng Nga mang quân đánh chiếm thành Thăng Long vào tháng 3 năm 1371, y sai sứ dâng biểu lên nhà Minh dưới tên là Hà Đáp Ha Giả, phàn nàn bị An Nam xâm lấn, xin giúp cho vũ khí. Vì giao thông cản trở nên mãi đến tháng 7 sứ giả mới tới được triều Minh. Tháng Ba Nhuận năm 1371, quân chiêm thành vào cướp thành Thăng Long, nhà vua chạy sang huyện Đông Ngàn, tức Bắc Ninh ngày nay, trốn tránh. Quân giặc cướp phá, kinh đô thiệt hại rất lớn. Theo cương mục chính biên có viết, Dương Nhật Lễ đã bị giết rồi, mẹ nó trốn sang nước Chiêm Thành, xui Chiêm Thành vào lấn cướp. Bấy giờ, từ khi Trần Dụ Tông rông rỡ chơi bời, việc võ không sửa sang, biên giới chẳng phòng bị, quân Chiêm Thành do cửa biển Đại An, tức cửa Liêu ở huyện Hải Hậu, Nam Định ngày nay, thẳng tiến, xâm phạm kinh đô. Cánh du binh của địch đến bến Thái Tổ, thuộc phường Phục Cổ, huyện Thọ Xương, Hà Nội cũ, không ai chống cự. Nhà vua phải chạy sang huyện Đông Ngàn để lánh giặc. Người Chiêm bắt lấy con trai, con gái, cướp bóc ngọc lụa, của cải, thiêu đốt cung điện, đồ thư và sổ sách. Kinh thành vì thế hết sạch sành sanh. Từ đấy năm nào Chiêm Thành cũng thường vào xâm lấn, quấy nhiễu, do đó biên giới mới xảy ra lắm việc. Sau khi quân giặc rút, vào tháng 4, nhà vua từ huyện Đông Ngàn trở về kinh đô. Bấy giờ cung Tuyên Vương Kính, em cùng cha khác mẹ với vua có công trong việc chiêu tập quân sĩ lấy lại đất nước, bèn phong hàm Hoàng Thái Tử, ban cho 14 chương khuyên dạy gọi là Hoàng Huấn. Tháng 5 năm 1371, dù người họ ngoại là Lê Quý Ly, tức Hồ Quý Ly sau này, làm Su Mật Đại Sứ, trong sách cương mục chính biên có viết: "Ông tổ nhà Quý Ly là Hồ Hưng Giật, người tỉnh Chiết Giang, về đời ngũ quý từ năm 907 tới năm 959, lập ấp ở tại làng Bảo Đột thuộc Diễn Châu. Về sau, Hồ Liêm di sang Thanh Hóa làm con nuôi Lê Huấn, do đấy đổi theo họ Lê. Quý Ly là cháu bốn đời. Quý Ly có hai người cô đều được Trần Minh Tông lấy vào hậu cung, một người là bà Sinh Từ, sinh được nhà vua đây, một người là bà Đôn Từ, sinh được Duệ Tông, cho nên nhà vua tin dùng Quý Ly, cho Quý Ly do Tri Hậu Chánh Trưởng thăng lên chức này, lại gả cho Quý Ly người em gái mới quá là Huy Ninh Công Chúa. Bấy giờ cung thất đều bị Chiêm Thành đốt phá, nhà vua hạ chiếu cho xây dựng và sửa sang lại, nhưng việc doanh tạo chỉ cốt mộc mạc đơn giản do những người trong họ tôn thất đứng làm, chứ không dùng đến sức dân. Tháng 9 năm 1371, ra phong cho Lê Quý Ly tước Trung Tuyên Quốc Thượng Hầu, sai đi vào Nghệ An, vỗ về nhân dân, chiêu an nơi biên giới. Tháng 10 năm 1371, sai Phan Nghĩa, lang trung bộ lễ, đặt ra thông chế và các lễ nghi. Tháng Giêng năm Thiệu Khánh thứ 3 năm 1372, triều đình xét thành tích các quan. Tháng 2, sứ thần nước ta đến triều Minh nạp cống,
biểu văn không đề tên vua cũ Dương Nhật Lễ mà đề tên vua mới là Trần Thúc Minh, tức tên vua Nghệ Tông xưng với nhà Minh, khiến Minh Thái Tổ giận dữ, từ khước không nhận cống. Việc rắc rối này kéo dài đến năm 1373 mới tạm giải quyết xong. Tháng 4 năm 1372, Dung Đỗ Tự Bình làm hành khiển tham mưu quân sự. Tháng 5 năm 1372, Dung Nguyễn Nhiên kiêm chức Xu Mật Viện. Nguyên trước đây, Nguyễn Nhiên có công lao bí mật báo tin Dương Nhật Lễ định giết nhà vua, nên khi mới lên ngôi, cho làm hành khiển rồi thăng tả tham tri chính sự. Nhưng Nguyễn Nhiên ít chữ, lúc phê sổ sách, nhà vua thường phải dạy cho viết chữ. Đến đây, lại có mệnh lệnh cho kiêm giữ chức Xu Mật Viện. Tháng 10 năm 1372, nhà vua đi thiên trường sửa sang Long Biếu. Tháng 11 năm 1372, vua chuyển ngôi cho Thái tử Kính. Thái tử lên ngôi, xưng là Khâm Hoàng. Bầy tôi dâng tôn hiệu là Kế Thiên Ứng Vận Nhân Minh Khâm Ninh Hoàng đế, tức là vua Trần Duệ Tông. Vua Nghệ Tông làm bài châm gồm 150 chữ cái ban cho. Sau khi nhường ngôi cho Trần Duệ Tông, ông phó thác việc đánh chiêm cho vua em. Vào năm 1376, Duệ Tông hăng hái đi đánh chiêm, nhưng vì chủ quan bị mắc mưu của vua chiêm là Chế Bồng Nga nên bị tử trận ở thành Đồ Bàn. Một hoàng thân là Ngự Câu Vương Trần Húc đầu hàng chiêm. Nghệ Tông lập con của Duệ Tông là Trần Hiện lên ngôi, tức là Trần Phế Đế. Phế Đế ít tuổi nên mọi việc đều do Thượng Hoàng Nghệ Tông quyết định. Ngày 5 tháng 5 năm 1378, người chiêm đưa Trần Húc đã đầu hàng đến cướp phủ Nghệ An. Tháng 6, quân chiêm đánh vào sông Đại Hoàng, hành khiển Đỗ Tử Bình được sai đi chống giữ, bị thua trận. Quân chiêm liền đánh vào Kinh Sư, bắt người cướp của rồi rút về. Kho tàng bị quân chiêm cướp sạch, vua Trần Nghệ Tông theo kế của Đỗ Tử Bình, bắt chước phép đánh thuế dung của nhà Đường, thuế má lại nặng thêm. Hồi đầu thời nhà Trần, dẫu có thuế đinh nhưng chỉ người có ruộng mới phải đóng. Đến đây, không cứ có ruộng hay không, đều phải đóng cả, chỉ binh lính mới được miễn. Tháng 2 năm 1380, người chiêm xúi dục người Tân Bình, Thuận Hóa ra cướp Nghệ An, Diễn Châu cướp của bắt người. Tháng 3, Chiêm Thành lại cướp Thanh Hóa. Thượng Hoàng Nghệ Tông sai Lê Quý Ly chỉ huy quân thủy, Đỗ Tử Bình chỉ huy quân bộ đi chống giữ. Tới tháng 5, quân chiêm không đánh được phải rút lui. Tháng 6 năm 1383, vua Chiêm Thành là Chế Bồng Nga dẫn quân đánh Đại Việt, Kinh Sư kinh động. Thượng Hoàng sai Lê Mật Ôn đem quân đi chống giữ. Mật Ôn bị giặc bắt sống. Thượng Hoàng Nghệ Tông chạy sang Đông Ngàn để lánh giặc. Khi ấy có người học trò là Nguyễn Mộng Hoa để cả áo mũ lội xuống nước kéo thuyền ngự lại. Xin Nghệ Tông ở lại đánh giặc, nhưng ông không nghe. Quân chiêm lại cướp phá một trận nữa. Tháng 10 năm 1389, Chế Bồng Nga lại đánh lên Thanh Hóa, Nghệ An, lại sai Quý Ly đi chống cự. Bị quân chiêm đánh thua to, Quý Ly để tỷ tướng Phạm Khả Vĩnh và Nguyễn Đa Phương ở lại cầm cự với giặc. Còn mình thì trốn về. Ngoài mặt trận nguy cấp, Nghệ Tông sai Trần Khát Chân ra cứu. Vào năm 1390, Trần Khát Chân nhờ hàng tướng chiêm chỉ cho chỗ thuyền của Chế Bồng Nga, tập trung hỏa pháo mà bắn. Chế Bồng Nga trúng đạn chết, họa Chiêm Thành xâm lấn mới tạm chấm dứt. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, chính việc không sáng suốt nhìn thấy rõ tâm can và khả năng của những kẻ bầy tôi theo mình đã khiến Trần Nghệ Tông dần đưa nhà Trần đi vào con đường diệt vong, ví như việc sử dụng Đỗ Tử Bình và Hồ Quý Ly. Đỗ Tử Bình là gian thần gây ra cái chết của vua em Duệ Tông. Khi trước, Chế Bồng Nga đã dâng vàng xin tạ tội nhà Trần, Bình giấu đi làm của riêng, lại tâu bậy rằng vua chiêm kiêu ngạo khiến Duệ Tông phải thân trình. Khi Duệ Tông bị hãm ở thành Đồ Bàn, Bình đi hậu quân không đến cứu ứng, Lê Quý Ly cũng bỏ chạy luôn. Duệ Tông tử trận, Nghệ Tông không hề trách cứ Quý Ly, chỉ sai mang xe tù nhốt Tử Bình mang về, đổ làm lính. Tuy nhiên chỉ một năm sau lại phục chức cho Bình làm hành khiển, sai cùng Quý Ly đi chống chiêm. Rồi sau đó Bình còn được cân nhắc làm nhập nội hành khiển tả tham tri chính sự, lĩnh chức kinh lược sứ Lạng Giang. Vào năm 1382, Bình chết, lại được truy tặng là thiếu bảo và được tòng tự ở Văn Miếu. Về Hồ Quý Ly, nhiều lần chống chiêm bại trận vẫn được trọng dụng. Trần Phế Đế, tức Đế Hiện, thấy quyền bính của Quý Ly ngày càng một lớn, mưu trừ bỏ Quý Ly. Quý Ly bèn dèm với Nghệ Tông rằng không nên bỏ con mà lập cháu. Vì vậy vào năm 1388, Nghệ Tông phế truất và giết Đế Hiện, lập con nhỏ của mình là Ngung lên ngôi, tức là Trần Thuận Tông. Một người con lớn của Nghệ Tông là Trang Định Vương Trần Ngạc làm chức thái úy cũng cùng các tướng dưới triều mưu trừ Quý Ly nhưng bị lộ và bị Nghệ Tông giết chết.
Vào năm 1389, Quý Ly đi đánh Chiêm lại bị thua, giao quân cho tỷ tướng là Phạm Khả Vĩnh. Nguyễn Đa Phương ở lại cầm cự với giặc, còn mình thì trốn về. Sau trận đó, Nguyễn Đa Phương trở về, công khai chê Quý Ly là bất tài. Quý Ly căm tức, nói với Nghệ Tông rằng trận thua này là do nghe lời Đa Phương. Nghệ Tông bèn cách chức Phương. Quý Ly lại bảo Nghệ Tông nên giết Phương vì sợ Phương đi hàng giặc. Nghệ Tông bèn ép Phương tự vẫn. Tháng 2 năm 1392, Tôn Thất Trần Nhật Cương mưu giết Quý Ly, nhưng Tự Hoàng Trần Nghệ Tông cho là Nhật Trương có lòng khác, bèn giết Nhật Trương. Quyền hành của Quý Ly quá lớn, nhiều người lo lắng cho cơ nghiệp nhà Trần. Tháng 4 năm 1392, Bùi Mộng Hoa dâng thư lên Nghệ Tông đại ý. Thần nghe trẻ con có câu hát, thâm hiểm hay thái sư họ Lê. Xem thế, Lê Quý Ly nhất định có dòm ngó ngôi báu. Vua Trần Nghệ Tông xem tờ tâu rồi, lại đưa cho Quý Ly xem. Sau này Quý Ly chuyên chính, Mộng Hoa phải ẩn lánh, không ra nữa. Vào năm 1394, Nghệ Tông tuổi cao sức yếu, biết Quý Ly có ý lấy ngôi nhà Trần, mà ngăn lại thì không kịp, nên sai thợ vẽ tranh những đại thần nêu tấm gương phò vua nhỏ mà không mang lòng dạ cướp ngôi của đời trước, như Chu Công giúp Chu Thành Vương, Hoắc Quang giúp Hán Triều Đế, Gia Cát Lượng giúp Thục Hán Hậu Chúa, Tô Hiến Thành giúp Lý Cao Tông, gọi là tranh tứ phụ, ban cho Quý Ly để giúp vua Thuận Tông cũng nên như thế. Tới khi Trần Nghệ Tông bệnh nặng, lại theo lối Lưu Bị thử lòng Gia Cát Lượng, nói với Quý Ly rằng Bình Chương là họ thân thích nhà vua, mọi việc nước nhà đều trao cho khanh cả. Nay thế nước suy yếu, trẫm thì già nua, sau khi trẫm chết, quan gia nếu giúp được thì giúp, nếu hèn kém ngu muội thì khanh cứ tự nhận lấy ngôi vua. Quý Ly cũng làm hệt như Gia Cát Lượng, dập đầu khóc lóc, tử tạ, chỉ trời vạch đất mà thề rằng nếu thần không biết dốc lòng chung, hết sức giúp quan gia để truyền đến con cháu về sau thì trời sẽ ghét bỏ thần. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tháng 3 năm 1394, ông Chiêm Bao thấy vua em Trần Duệ Tông đem quân đến và đọc bài thơ như sau. Trung gian duy hữu xích trùy hầu, ân cần tiếm thượng bạch kê lâu, khẩu vương dĩ định hưng vong sự, bất tại tiền đầu tại hậu đầu. Dịch là, ở giữa chỉ có loài mỏ đỏ, lăm le lấn lên lầu gà trắng, khẩu vương đã định việc hưng vong, không ở trước mà ở về sau. Ông tự mình chiết tự đoán là, xích trùy tức miệng đỏ ám chỉ Quý Ly, bạch kê gà trắng là Nghệ Tông, vì ông tuổi tân dậu, khẩu vương thì chữ khẩu và chữ vương là chữ quốc. Việc nước còn hay mất sau này sẽ thấy. Nghệ Tông tự đoán biết ngày sau mình qua đời, nhà Trần sẽ mất nước. Vào ngày 15 tháng 12 năm 1394, ông mất, được táng vào Nguyên Lăng ở Yên Sinh, miếu hiệu là Nghệ Tông, tên thụy là Quang Nhiên Anh Chiết Hoàng Đế. Trần Nghệ Tông làm vua 3 năm, làm Thượng Hoàng 27 năm trong 3 vua đời kế tục, thọ 74 tuổi. 6 năm sau, Quý Ly giết con Nghệ Tông là Thuận Tông và phế cháu Nghệ Tông là Trần Thiếu Đế, cướp ngôi nhà Trần, lập ra nhà Hồ. Trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Ngô Sĩ Liên nhận định về Trần Nghệ Tông như sau. Nghệ Tông tính trời hoàn nhã, giữ lòng kính cẩn, lo sợ, nhưng uy vũ không đủ để đánh lui giặc ngoài, sáng suốt không đủ để phân biệt lời dèm. Có một Trần Nguyên Đán mà không biết dùng, lại giao việc nước cho người họ ngoại, khiến xã tắc nhà Trần đi đến sụp đổ. Thực là đằng trước có kẻ xiểm nịnh mà không thấy, đằng sau có giặc cướp mà không hay. Trần Trọng Kim phê phán Nghệ Tông trong Việt Nam Sử Lược như sau. Cơ nghiệp nhà Trần sụp đổ là tại vua, Dụ Tông và Nghệ Tông. Nghệ Tông thì không biết phân biệt hiền gian để kẻ quyền thần được thế làm loạn, thành ra tự mình nối giáo cho giặc, tự mình làm hại nhà mình vậy. Nghệ Tông vốn tin tưởng và gửi gắm cơ nghiệp vào vua em Duệ Tông mạnh mẽ. Vậy mà khi vua em chết, những kẻ có trách nhiệm trực tiếp, trong đó có Quý Ly, lại không hề hấn gì. Đáng ngạc nhiên hơn, chính Quý Ly bất tài chống giặc lại được thay thế vai trò rừng cột của vua em Duệ Tông trong triều. Nghệ Tông từng thương Duệ Tông đến mức khi em chết bèn lập cháu lên thay, nhưng sau chỉ vì lời xui bẩy của Quý Ly mà giết cả cháu. Hẳn khi đó trong lòng Nghệ Tông không còn tưởng nhớ vua em nữa. Những ông vua vì ham sắc đẹp, yêu vợ bé mà phế bỏ hoặc giết con lớn trong lịch sử không hiếm, và hành động đó không có gì khó hiểu. Lê Quý Ly có thể gièm pha để giết tướng Nguyễn Đa Phương vì đố kỵ, ganh ghét
cũng không có gì là khó hiểu. Nhưng khi Nghệ Tông tin theo lời một đại thần họ Ngoại mà giết Tông Thất, giết cháu ruột rồi giết cả con ruột thì lòng tin đã đến mức u mê. Nhiều việc làm của vua Nghệ Tông không khác gì dọn đường cho Quý Ly cướp ngôi con cháu nhà mình. Nghệ Tông vừa có công phục hồi nhà Trần từ tay Dương Nhật Lễ trên danh nghĩa, lại vừa có tội làm mất nhà Trần trên thực tế. Chỉ 13 năm sau khi ông mất, Việt Nam sau gần 500 năm độc lập lại bị rơi vào tay phương Bắc. Dù nhà Minh từng có bụng xâm lược từ trước, nhưng biến cố mất nhà Trần thúc đẩy lý do cho họ hành động xâm lược thực hiện được sớm hơn. Nghệ Tông chỉ là ông vua có nét điềm đạm, không xa xỉ, còn tài năng đức độ tầm thường, không biết dùng người. Có ý kiến cho rằng lúc nhà Trần suy yếu, nếu Nghệ Tông không quá nghe Lê Quý Ly mà giết Nguyễn Đa Phương, trái lại biết dùng quyền thuật mà cùng lúc trọng dụng cả Đa Phương và Quý Ly, khiến hai người kiềm chế, dè chừng lẫn nhau, thì cơ nghiệp nhà Trần chưa đến nỗi suy vọng. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Quý vị nhớ nhấn like cũng như chia sẻ video để ủng hộ kênh. Nhớ đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Quý vị nhớ bình luận ở phía dưới để chúng ta cùng giao lưu học hỏi nhé. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn quý vị trong những clip tiếp theo.